rồi nhá. Không các bạn lại bảo tôm ngỏm thì chết. Đấy. Thì ở đây là toàn bộ 5 con. Bây giờ là đi hấp nhá. Hấp xong bắt đầu là tôi sẽ ngồi tôi ăn cho các bạn xem. Ok. Nhìn tội nghiệp quá. Ok, sau khoảng tầm 10 phút luộc tôm, hấp tôm thì bây giờ tôi đã có 5 con tôm đỏ chót ở trên bàn. Chuẩn bị ăn thôi. Nhưng mà trước khi ăn ấy thì tôi muốn giới thiệu các bạn một người rất là đặc biệt. Giới thiệu các bạn, đây là bà của tôi. Ui dồi ôi, bóc kiểu gì mà bé bét ra này, tôi không sao. Tôi sẽ múc cho bà ăn cái này trước. Đây các bạn nhìn này, đây là gạch tôm.